Friday live stream. Không có anh Tuấn thì nó phải khác. Rất là tuyệt. Wow. Và chúng ta xin một tràng pháo tay và hô thật to cho nam ca sĩ khách mời ngày hôm nay. 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi, fan thì đông nhưng mà sao không ai có gan hô tên thần tượng của mình vậy? Đáng đông để thuê bao nhiêu tiền một người mà cùi bóp nó vậy? 1 người 100 ngàn chị. Thôi nói chung là phải nói cho em mình. Lại nè. 1, 2, 3. Hà Anh Tuấn. Xin mời anh Tuấn lên tiếng ạ. Xin chào Zone FM. Xin chào Weekend Live Stream. Wow, anh Tuấn ơi, không biết là cái cách giới thiệu của bọn em có phù hợp với độ tuổi của mình không ạ? Thì anh về hình rồi đó. Không cần phải quan tâm đến anh, cứ hồn nhiên như thế. Ôi thưa chết, không quan tâm đến anh sao được, ngày hôm nay anh là khách mời nhân vật chính của bọn em mà. Xin chào Cáo, xin chào Linh Si. Phải nói là anh rất là vui và cảm thấy là mình vẫn còn đang trong độ tuổi dành cho các bạn khi mà được mời đến tham gia với Zone FM. Bởi vì anh đã từ lâu thì trở thành một fan của cái kênh radio Zone FM. Bởi vì ở đó anh thứ nhất là anh là người lái xe, thế nên là khi mà trong lúc lái xe mà bật Zone FM ấy, thì cảm thấy là một cái không khí văn minh nó tràn ngập trong âm nhạc. Và cái đó anh nghĩ là tất cả mọi người yêu Zone FM vì cái chuyện đó. Anh nói như thế là bọn em xấu hổ quá. Đang nói về những chuyện tốt, còn những chuyện xấu thì không nói. Nhưng mà phải nói thật là nhờ có anh Hà Anh Tuấn ngày hôm nay chúng ta mới biết chúng ta văn minh chị ạ. Và hy vọng là với những gì mà Zone FM truyền tải trên mỗi cung đường anh đi thì anh vẫn vững tay lái nha anh. Còn bây giờ thì mới thắc mắc một chút, tại sao anh lại nói là mình không có phù hợp với các bạn trẻ Zone FM nữa ạ? Không lẽ mình nghĩ mình phù hợp với các cụ ạ? Không, anh có nghĩa là có những cái khoảnh khắc trong những năm gần đây mình cảm thấy đôi khi mình tự hỏi xem là cái âm nhạc của mình bây giờ nó nằm ở đâu và khán giả của mình nó ở tuổi nào ấy. Bởi vì cái tất cả những cái bạn bè mà tham gia yêu thích âm nhạc và đã lớn lên cùng với anh rồi. Dạ vâng ạ. Về cái điều này thì em nghĩ là anh Tuấn hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì từ trước khi mà anh Tuấn đặt chân đến em, chỉ cần nghe hơi là anh sẽ đến thôi, thì đã có một cộng đồng các bạn nữ đang công tác tại các em quy tụ thành một cái hội fan club ngay lập tức và chờ sẵn để cái đến cái ngày mà anh Tuấn lên đến phòng thu chúng em đó. Cảm ơn cả. Các bạn đang ở đâu ạ? Và các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được đón anh Hà Anh Tuấn ở đây, nên Cáo và Lindsay đã quyết định mang tới một format hoàn toàn mới cho chương trình này. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ thử tài anh Hà Anh Tuấn qua một game nhỏ có tựa đề là 10 chọi 1. Anh Tuấn nghĩ là anh lười hay là một? Anh chắc chắn là một rồi. Vâng ạ. Rất nguy hiểm mà. Bây giờ sẽ là 10 câu hỏi chọn 1 dành cho anh Hà Anh Tuấn. Và đương nhiên là chúng ta cũng có một chút xíu thử thách. Đó là với 10 câu hỏi này thì mỗi câu anh Tuấn chỉ có 5 giây để có thể đưa ra câu trả lời cho mình đi. Tất cả những phần như đều được tính trong 5 giây đó. Và các bạn hãy cùng đến với chúng tôi nha. Câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên anh đã sẵn chưa ạ? Anh sẵn sàng rồi. Xin mời lên xin, đi first. Sao câu này khó thế, mình hỏi anh ngồi vững nha anh. Tuổi thật của chàng ca sĩ không phải Hà Anh Tuấn bây giờ là bao nhiêu? 31. Câu hỏi thứ hai, ngoài nữ ca sĩ Phương Linh thì ai là người anh thích được song ca cùng nhất? Nhiều lắm. Nhiều cũng lắm. Cũng là tính là một câu trả lời. Tên cô này hơi lạ. Chưa thấy cô này trên thị trường nhỉ? Tiếp theo, món ăn ghét nhất của anh là gì? Khổ quá. Khổ quá. Và câu hỏi thứ tư, CC và Share của anh đã ra được mấy tập rồi và nào là tập anh muốn khán giả xem nhất? 4 tập. Tập muốn xem nhất thì chưa xuất hiện. Vậy là còn phải đón chờ thêm. PR giỏi quá. Tiếp theo, số cân nặng cao nhất và thấp nhất mà anh từng có là bao nhiêu? Cao nhất là
112 và thấp nhất là 66. Thông tin hấp dẫn thế này mà mãi mới có cái sting. Chả phải đổi với anh producer. Và bây giờ đến câu hỏi số 6. Chị Phương Linh có xuất hiện trong tàu của Season and Share không anh? Không. Wow. Tên Rừng Thông thực hiện cảnh quay MV tháng 4 là lời nói dối của em, của anh là gì? Anh không biết. Rồi tên này cũng lạ quá. Cái Rừng Thông này chắc không phải Đà Lạt đâu. Nhưng câu này chắc anh sẽ biết nè. Gọi tên ba tật xấu của bản thân. Ba tật xấu. Có 4 tật xấu. Có người hoàn hảo là khó tính. Nói cái đó thôi bao hàm hết hai kia rồi chị. Từ giờ đến cuối số là phải cẩn thận lắm ấy. Yeah. Tiếp theo, ca khúc nào mà anh yêu thích nhất trong dự án âm nhạc acoustic của mình? Acoustic, anh hỏi cái này không được tính 5 giây là acoustic là cái đã làm rồi. Là acoustic 84 là dĩ vãng rồi các bạn. Đang hỏi cái dự án này. Acoustic 84 thật ra là bài Thế Thôi. Thế Thôi ạ. À? Yeah. Yeah. Sau này bài này cũng được rất nhiều bạn trẻ cover bài của anh. Và câu hỏi cuối cùng, anh thích nuôi con vật gì? Con em trả lời giùm luôn, con cáo vậy. May quá anh chưa có con cáo rồi. Anh thích nuôi chó nhưng mà cả đời anh chỉ có nuôi một con và khi nó chết rồi thì anh không nuôi nữa. Dạ. Yeah. Không phải là một tính chất của người đàn ông rất trung thủy không ạ? Anh không biết anh có trung thủy không? Nên tự nhiên chó thì rất trung thành. Anh Tuấn càng nhấn mạnh về con chó càng thêm chuyên ngu. Đúng rồi, đúng rồi. Càng anh còn thích chó hơn cáo nữa. Và vừa rồi là một vui nhộn để cho anh Hành Tuấn có thể khởi cùng với lại Vic Kela Trang của chúng ta ngày hôm nay. Ôi lại bối rối rồi. Tất nhiên là phải bối rối rồi. Còn bây giờ thì sẽ là ca khúc đầu tiên, món quà đầu tiên mà anh mang đến trong chương trình ngày hôm nay sẽ là một bài hát mà anh lựa chọn để phát sóng. Của anh hay của người ta? Của bất cứ ai, bài hát là mà anh thích à? Thôi tranh thủ lên sóng mình phát của mình đi. Phát của anh. Anh có một cái bài mà trong Si Sinh và Sen hát lại mà anh không nghĩ là mọi người thích nó đến như vậy. Đó là cái bài của anh Trần Lê Quỳnh á. Anh sáng tác cái bài hát mà anh hay nói đùa trên sân khấu. Đó là cái bài hát vô lý nhất trong lịch sử âm nhạc của Việt Nam. Đó là Tuyết mà lại rơi vào mùa hè. Wow. Và thì cái bài này nó cũng đã anh đã thông rất lâu trong cái đĩa ngày hát đôi đầu tiên của mình cách đây 10 năm rồi. Vâng, có nhiều bạn thì rất là xuống sang với những kỷ niệm đã từng có hồi ngày xưa với lại thương mùa hè. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với thương mùa hè để tiếng hát của anh Hà Anh Tuấn. Mình sang góc 2. Bây giờ lần này mình sẽ giới thiệu cho những cái hạng mục và những cái công việc anh sẽ làm trong dự án mình hoàn tất được. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weekend Live cùng cáo lên và khách mời đặc biệt ngày hôm nay ca sĩ Hà Anh Tuấn. Chúng ta lúc nghe bài Tuyết Rơi Mùa Hè tiếc quá tại vì đây là một trong số những bài hát đầu tiên mà anh thuộc anh Hà Anh Tuấn nhưng mà bài nhạc hơi nhanh nên em không có cơ hội thông ca. Bây giờ em cũng có cơ hội là của em đấy. Anh sẵn sàng dành một chương trình để cho khá hát. Sẵn sàng. Ôi, thầy có khả năng. Đúng là cao, có khả năng các bạn hả? Đã ngồi được. Không thật mà. Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bên giờ. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn yêu em như thời thơ ấu. Kể ra thì cũng hứng cả. Mà sao người ta hát xong mà vẫn sống lại. Có sự so sánh. Cảm ơn cáo nha, ngày hôm nay đã hiến thân cho chương trình. Okay. Lâu lâu phải được thể hiện bản thân chứ. Rồi. Và các bạn thân mến, ở phần 2 của chương trình thì các bạn hãy nán chờ một chút nhá. Lindsay và cáo sau khi trò chuyện với anh Hải còn sẽ mang đến một ca khúc hát live từ chính giọng ca của Hải Anh Tuấn và guitarist mà anh đã mang đến trong phòng thu ngày hôm nay. Và bây giờ thì hỏi anh một chút về cái dự án âm nhạc gần đây nhất của anh mà cũng nhiều bạn khán giả theo bước chân anh thì đã
Tuấn sau khoảng thời gian nghỉ ngơi có vẻ hơi âm nhạc thì đã quay lại một dự án phải gọi là một cú hít lớn đang kiện mười ta rất là quan thì anh có thể điểm lại tất cả những cái hoạt động mình sẽ thực hiện dự án kỷ niệm mười năm ta hát như không ạ? Phòng như anh không có cái kế hoạch gì gọi như và thực sự là anh cũng không có ý định là làm cái nhạc 10 năm của mình đâu. Cái đấy là chia sẻ rất là thật. Cái anh nghĩ này này, mỗi người làm cái gì đều phải có mục đích của nó. Yeah. Thì thường người ta làm live show hay là live concert để làm gì? Một đó là họ muốn người ta hay gọi nôm na là đánh bóng tên tuổi, đúng không ạ? Để bước lên một cái vị trí mới là nhạc. Cái thứ hai là bảo mà có nhu cầu hát nhiều, anh cũng không có nhu cầu hát nhiều khá người. Và cái thứ ba là để nói rằng là để có thấy là để có thể khoe khoang hoặc là tranh giải gì đó trong âm nhạc, thì cái đấy là cái điều anh sợ nhất trong những năm gần đây. Thế thì tại sao anh lại làm 10 năm? Hàng Tuấn chỉ có thấy là mình hơi vô với tất cả những người đã yêu mến mình trong cái chặng đường. Và trong những cái buổi biểu diễn nhỏ hay là những cái buổi biểu diễn âm nhạc thì các bạn phải nói rằng là anh muốn anh có một cái show như thế để mà có thể được đối diện trực tiếp và nghe nhiều câu chuyện hơn. Thì cái đấy là cái duy nhất mà khiến cho Hải Tuấn về cứ đắn đo và cứ áy náy trong lòng. Thêm nữa là cái ekip của mình suốt ngày đem mình ra chửi rủa rất là kinh khủng, và là không có cái loại ca sĩ nào mà không nghĩ đến chuyện rằng là sẽ phải đầu tư một thứ gì để trả lại cho khán giả người ta. Thế thì sau đấy thì ngồi một cái ngày đẹp trời uống ly cà phê, nghĩ là thôi thì làm, và làm vào đúng năm 12 là nó có nhiều cái sự kiện để mà mình kỷ niệm đó. Thì làm ở Hà Nội bởi vì nghĩ rằng là cái sân khấu Hà Nội là cái sân khấu đầu tiên mà bước ra với công chúng, anh vẫn còn nhớ nguyên cái khoảng kia làm có cái đàn mà mình bị choáng mình nó quá nó hát được như thế, cái sức ép mà nó nóng nóng của Hà Nội. Mà anh là gì, mình là trai Sài Gòn, nghĩ ra không chịu nổi, anh xỉu lên xỉu xuống mấy lần ngoài cái sao mai thì mệt. Thế thì muốn tại hát để kỷ niệm cái 10 năm ca hát của mình. Có thì các bạn có thế anh sẽ theo Sài Gòn không là gì, anh phải đẻ thêm một thứ nữa ở Sài Gòn làm. Yeah. Đâm ra anh có cái 10 năm. Vâng. Thì là ngày hôm nay khi chúng ta phát chương trình này thì đã là ngày 2 tháng 12 rồi. Vậy anh có thể nói là các bạn có bị lắm xem cái live show này của mình không ạ? Chắc thì không kịp. anh không đến nơi hot quá, đến nơi người ta phải tranh giành vé như thế. Nhưng mà thứ hai là anh làm cái lần này thì muốn làm để chiêu đãi những người yêu mến mình. Đã lỡ mà nghe phải nhạc. Thì em lại tiết lộ thời gian điểm điểm. 17/2 ngay ngày 17 sẽ làm ở Hà Nội ở cung Điện Xô. Cái tên chúng ta đặt tên là Cà Phê In Concert. Cà Phê In Concert nó có hai nghĩa, đúng không ạ? Thì người ta hay nói là cái gì đó kêu là Hải Tuấn In Concert. Thì anh thích cà phê mà. Thì anh thấy âm nhạc của anh nó cũng tư tự ở những kiểu cà phê, không biết là người ta nghe, người ta uống, rồi người ta cảm thấy là buồn hay vui thì người ta cũng không đều không quan cả, vì cà phê nó kích thích cái đầu mình lên. Cái thứ hai là anh một cái nghĩa khác anh muốn chơi, đó là Cà Phê In. Anh muốn âm nhạc của anh nó là một chất gây nghiện, nhưng mà gây nghiện hợp pháp. Hay quá. Anh mới chọn Cà Phê In Concert. Và anh làm ở Hà Nội, anh làm ở trong cái concept ở Hà Nội thì là làm ở trong cung cứu nghiệp thì show nó là cái kia rồi. Thì anh nhắm đến cái âm nhạc nó hơi lớn một tí, nó hơi đòi hỏi sự tập trung một chút. Anh gọi cái đó là nâu nóng concept. Ở Sài Gòn thì sẽ là siêu đáng concept, nó dành cho các bạn sinh viên ở sinh 4A nhà văn hóa thanh niên vào ngày 22 tháng 12. Vâng, các bạn ghi nhớ nhé, ngày 10 tháng 12 cung Việt Xô, gọi là
nồng nồng còn sẽ và Lindsay là người gì? Thì các bạn không chỉ riêng gì fan hâm mộ mà những người yêu nhà cũng rất là chờ đợi đến thứ sáu để có thể đón chờ một cái video trong tháng là Sing and Share của anh, và anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái công tác chuẩn bị này để chào đón cái concept chính thức vào ngày 12 không ạ? Sing và Share nó là show YouTube mà anh làm, tại vì anh nghĩ rằng là anh cũng hiếm có cái loại người của công chúng nào mà sợ báo chí như anh. Ôi, anh sợ anh lên báo, anh nhìn thấy báo thấy tên mình cái lại anh giật mình liền. Sợ quá, em thấy lên báo hoài. Không, có nghĩa là lên báo là buộc phải lên. Mục nào không lên thì người ta không biết mình hát cái gì cả. Đấy, nhưng mà anh rất sợ, thật anh thề danh dự với lại Zoner là anh cực kỳ sợ lên báo. Anh cứ thấy tên anh cái là anh sẽ điều tra xem là ai người đẩy tên anh lên báo. Thế nên là anh nghĩ là anh không lên báo thì không có cơ hội là anh tiếp xúc được với những người nghe nhạc của anh được. Yeah. Thế nên bảo thôi sinh ra cái show YouTube đấy để mình ai mà thích thì vào đấy xong mình nói cái gì mình nói quá. Đỡ lên báo nữa. Còn chưa gặp gỡ báo chí các anh chị truyền thông thì chỉ nói những thông tin một chiều thôi. Yeah. Còn interact hay là nói chuyện. Nhưng mà đó là ngày hôm nay mình cũng may mắn đúng không? Tại vì mình cũng mang danh nghĩa là truyền thông nhưng mình mà... Mình cũng không được tính là báo. Mình không tính là báo à? Mình tính là cáo thôi. Em thấy mình đúng là báo mà mình báo hại mà. Thế nên là anh sinh ra cái sĩ sinh xe là như vậy. Yeah. Và anh muốn làm một cái không gian acoustic để anh hát live đó. Anh hát thật những bài mà anh yêu mến theo một cái phong cách không thể thật hơn được. Vâng. Bên cạnh đó thì có những cái chia sẻ rất là hành tuấn đó, đúng không ạ? Đúng rồi. Và định dự kiến là mình sẽ ra bao nhiêu tập ạ? Anh ra hành tuấn có 10 tập Si Sinh Xe countdown cho cái đêm concert tại Hà Nội. Có cái em tính được thời gian. Vâng. Và đó là một vài những cái thông tin mà anh Hải Tuấn đã chia sẻ. Bây giờ thì sẽ là giây phút để anh có thể thể hiện giọng ca của mình trong phòng thu của các em. Khôn không ạ? Rất là phòng thu rất kém. Anh biết mà. Sao lại mặc áo gì mà xem lưng thế? Anh biết rồi. Có gì mà lạ đâu. Anh biết là cũng đang hồi hộp lắm. Nhưng mà mọi người nói là anh có một cái may mắn đó là anh hát kiểu acoustic này còn hay hơn là hát trên sân khấu lớn. Và anh phải công nhận là cái điều ấy đúng, bởi vì trong cái không gian gần gũi này thì anh cảm thấy an toàn hơn. Vâng, mic càng dở thì hát càng hay. Còn tập kia đông quá thì không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và không biết bây giờ sẽ là một ca khúc như thế nào ạ? Sẽ không nằm trong Si Sinh Xe. Yeah. Vì trong Si Sinh Xe thì các bạn sẽ xem rồi. Dạ, thế anh phát hành như là bonus được không ạ? Bonus rồi. Yeah, để bọn em không lầy thì... Một bài này thì anh nghĩ là các bạn không có lạ gì nó, mà đặc biệt là các bạn ở Hà Nội. Vì cái bài hát này anh Nguyễn Sinh Sô viết về mùa đông của Hà Nội. Và cái tên rất là hay, ngày xưa cái thời của anh không biết các bạn bây giờ sao, nhưng ngày xưa hai cái chữ đó nó gần như là nó được nhắc đến nhiều giống như cái từ truyền miệng ấy, có nghĩa là để dành. Cái chữ để dành. Và anh Nguyễn Sinh Sô đặt tên cho bài hát của anh là để dành. Cái chuyện là anh chia tay một cái người yêu của anh ấy và sẽ không bao giờ có được. Thế nhưng mà xin em nhớ là những gì đã xảy ra thì mình sẽ quên được. Khi nào một cái điện thoại này của mình. Một vài câu hỏi. Không gọi vào di động của cáo. Để nhắc. Mình cứ đâu có neo số lên trên mạng đâu. Gọi là di động của cáo cho la thôi. Đọc số di động mở lên chứ. Bạn nó dùng có rồi. Đó, dùng sắp rồi. Khi nào gọi thì ra nhá. Bây giờ em chỉ phục một vài câu. Với ba sống trong này đã bị làm phiền 3 tháng trời nữa. Phải đổi số luôn đấy. Đọc qua một lượt câu nào hay thôi cáo ơi. Vâng. Câu nào dở tí mình tự trả lời. Tuy nào trả lời là anh nhân vật đất là liệu.
Cái gì? Sao mẹ anh hiền vậy? Sao mẹ anh hiền vậy? Có một bạn vừa comment. Anh ơi, ôi cứ tưởng nhiều, có 3 câu. Còn nữa chứ, kéo xuống. Nói đùa đấy. Làm ăn bạn hàng tiếp này, kéo xuống. Sao phụ thu nó nóng thế nhở? Trời ơi, anh có thấy em thấy hot không? Một mình anh là xuất hiện là hot nguyên một đám rồi làm hot thêm rồi. Cái câu này chắc là anh Tuấn qua được hết nha. Thế là không có câu nào tùy các bạn. Dạ. Bọn em muốn làm gì thì làm đúng không anh? Rồi, ok, mình gác ba nha anh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weekend Live Jam cùng Thảo Linh Si và anh Hà Anh Tuấn. Ngay bây giờ thì sẽ là phần mà các bạn thính giả đã chờ đợi rất lâu từ đầu chương trình đến bây giờ rồi. Chúng ta sẽ cùng mở tổng đài Fan Club để các bạn có thể được trực tiếp trả lời những câu hỏi mà mình thắc mắc với lâu với lại thần tượng của mình, anh Hà Anh Tuấn. Và để tham gia tổng đài này thì có hai cách. Một là các bạn sẽ lên fanpage của Zone FM ở trên Facebook và đăng tải những câu hỏi của mình. Hai là các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại với chúng tôi. Cách thứ hai thì điện thoại chưa xét được nên là chúng ta sẽ quay trở lại với cách đầu tiên. Đó chính là lên fanpage, hiểu không? Giới thiệu hay quá. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn chính là Thúy Hằng. Anh Tuấn ơi, cảm nhận của anh khi làm việc cùng chị Thanh Hằng trong MV Tháng Giờ Lời Nói Dối của em là gì ạ? Và anh ơi, hãy hát một đoạn nhỏ trong bài đi vì vừa nãy em chưa hát bài này. Rồi, như vậy là ở câu hỏi này thì có hai phần. Anh Tuấn đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi đầu tiên. Anh sẵn sàng. Dạ vâng. Xin mời anh. Hỏi là cảm giác khi làm việc với Thanh Hằng đấy thì anh phải nói là may mà có Thanh Hằng thì mới thành chiều view được chứ. Wow. Không có một mình anh thì ai sẽ... Sao anh lại thiếu tự tin thế nhỉ? Không, anh thiếu, không phải anh thiếu tự tin mà là thực tế với chính bản thân mình. Chứ anh mà lại vài triệu view thì anh phải xem lại. Nói chung là anh không tin vào chuyện đó. Thế nhưng mà nhờ bạn diễn rất là xinh đẹp và rất là hot của mình, đó là Thanh Hằng ấy, thì người ta đến với Tháng Giờ Lời Nói Dối em. Nhưng mà tất nhiên là anh có phần tự tin, đó là sau đó người ta ở lại là vì cái bài đó. Yeah. Các bạn rất là thích cái bài đó. Thanh Hằng là người làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, rất khó chịu vô cùng. Thế thì tôi đúng rồi. Không, anh thua, anh gọi bằng sự mẫu luôn. Yeah. Về độ khó tính. Thế nhưng mà Hằng có một cái điểm mà đến bây giờ anh vẫn vô cùng quý và ngưỡng mộ Hằng, đó là tiêu chí về mặt đạo đức nghề nghiệp. Yeah. Hằng là người mà tự trọng kinh khủng. Anh nghĩ là Hằng sẽ không trở thành ngôi sao sáng chói như thế nếu không có sự tự trọng. Và Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn và vài người nữa chơi với nhau cũng vì cái tiêu chí đó. Yeah. Đó là làm nghề nhưng mà đạo đức phải không chết. Thanh Hằng là cái người quý, rất là quý về cái mặt đó. Tất nhiên cô ấy rất là dữ. Và khi đóng MV chung với nhau thì rõ ràng anh là gà mờ mà. Cho người vào đây là hành cho anh banh sát. Nãy giờ thì nghe có vẻ như là anh Tuấn đang khê, nhưng mà thực ra thấy gì khó tính là dữ. Hành băng sát. Đúng rồi, cái này nó tự nhiên nó trào ra thôi chứ anh cũng không có ý. Nhưng mà phải nói là sự xuất hiện của Thanh Hằng là một cái điểm mà view trong cái sản phẩm khởi đầu cho kế hoạch 10 năm cả của Hằng Tuấn. Thông qua đây thì Hằng có lái xe mà nghe cô ấy tự lái xe không hả? Yeah. Thì cảm ơn bạn Hiền và vẫn nợ Thanh Hằng một bữa ăn. À. Bởi vì hứa với Hằng là nếu mà 5 triệu view sẽ đãi Linh Đình. Và ai dè đâu bây giờ nó lên 5 triệu mấy rồi. Anh ơi, hay là bây giờ anh bữa nay thì mình cũng làm cái chương trình đó thì cũng có quay trên bay. Anh cũng đưa ra một cái lời hứa là được bao nhiêu đó thì anh đãi tụi em đi ăn đi anh. Thì nếu mà được 10 triệu view thì cáo sẽ hát tháng 4. Yes. Nhưng mà anh có chia sẻ trên báo chí có một cảnh sợ nhất là quay ở nửa của mình Hằng. Trời, cái kia là tim anh còn đập đến nỗi mà Hằng nghe mà. Tại vì anh nói người ta có thể ôm trên giường thì tập ra
ai cũng đã ôm nhau rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà em chưa ôm một cái thực thể mà nó dài đến như vậy anh chưa có ôm gì đó mà công nhận là ôm người đẹp thì rất là sướng. Ôm hàng người nó có một cái cảm rất là lạ. Thế nhưng mà vì cô ấy, cái năng lực của ấy, mình biết là đây là một cái cô gái rất là dữ. Thế nên là mình lại hyper theo cái hướng khác. Bây giờ mình nghĩ đến lại cái cảnh với một cô gái rất là dữ đấy, mình có thể hát được tháng tư là lời nói với của em không ạ? Anh hát một đoạn nhé. Dạ vâng ạ. Đoạn nào sợ nhất ạ? Cái đoạn nào sợ nhất? Cái đoạn sợ nhất thì chắc anh sẽ không hát. Hát như thế nào cũng nhỉ? Hay quá dù quá. Một thú quên mà người ta mùa xuân mới hát một thú. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, vào cơn gió như kệ mưa man lay từng nhánh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh, khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi những lời thì thầm. Sai lời rồi. Nhưng mà là cùng một đoạn nữa thôi. Chắc là bạn Thúy Hằng cũng rất là thỏa mãn với cái món quà vừa rồi mà anh Hàn Tuấn gửi tặng đúng không ạ? Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bạn thính giả tiếp theo nhá. Rồi. Bạn Nam Anh ạ. Tại vì có nhiều bạn thính giả cũng giống như Nam Anh cũng nhận thấy là hình ảnh của anh rất là khác với cái MV lần này. Không giống Hà Anh Tuấn nữa, đóng vest hoặc là đóng siêu như trước đây trên sân khấu nữa. Anh Bè Dông Dung anh có thể chia sẻ một chút về sự thay đổi này không ạ? Là một cách hoàn toàn tự nhiên hay là mình cũng có cố ý kế hoạch gì không? Cái tóc hai mái là anh cố ý. Dạ. Bởi vì ngày xưa đó anh cái thời mà teenager giống như các bạn bây giờ anh mê những cái mái tóc hai mái lắm bởi vì anh thấy nó đẹp. Thế nhưng anh chả bao giờ để và đến khi mà anh quay cái MV này anh mới sực nhớ là cả đời nghệ sĩ mình chưa được thử. Mà một cái chuyện thử đấy là quá dễ đúng không ạ? Tuy rằng sau đó anh cũng bị một số bạn chê tơi bời nhưng mà anh vẫn thích. Rất nhiều fan của tháng 4 là lời nói dối của em là fan của Hòa Thịnh Nhật Bản đúng không? Đúng các bạn rồi ạ. Anime đúng không? Thì sau đấy anh lên đọc comment của các bạn thì các bạn nói là anh Tuấn đóng cái vai gì đó, cái vai gì trong cái bộ phim hoạt hình đó, chắc chắn là Tuấn phải bị ám ảnh bởi cái bộ Tuấn để cái hình dạng anh đóng đạt quá thế này kia. Anh bảo anh thề danh dự anh phải xin lỗi cộng đồng anh, mẹ là anh chưa bao giờ xem một cái gì. Anh rất là mê Nhật Bản nhé, anh mê nhạc. Wow. Và đối với anh đó, nghệ sĩ tài năng rất nổi tiếng được như các nghệ sĩ Hàn Quốc hay gì kia bởi vì họ thật ra là họ không có nhu cầu ấy, bởi vì họ phục vụ cho họ rồi thì họ có một cái lòng tự trọng có thể gọi là nhất thế giới chăng, anh nghĩ vậy. Và thế nên là phải xin lỗi fan của anime là anh không có đóng vai bản mà anh chỉ nghĩ là cái bài này tinh thần nó rất là hơi Korea một tí, thế thì anh muốn xây dựng cái hình ảnh nó gần gũi và nó gây surprise cho fan của anh. Cuối cùng là gây bất ngờ thật, kể cả nhiều bạn sốc không chịu được mà mắng anh xối xả, anh trả lại mái tóc cái gì đó trí thức hay là cái thái tử của anh ngày xưa. Anh mệt quá đi, có cái tóc mà đã là sự trí thức hay là không trí thức rồi. Thảo nào hôm nay không để đầu hai mái lên đây. anh hôm nay anh sửa lại tại vì nó nóng quá. Anh không biết là còn cái gì mà anh từ trước đến giờ vẫn chưa thực hiện không ạ? Có những thứ rất là bệnh hoạn với anh. Nhưng mà ngày hôm nay biết được thêm anh Tuấn
là có một cái điểm chung với mình đó là cũng thích Nhật Bản. Em thì em thích Nhật Bản lắm, em thích nhạc và đặc biệt là thích phim anh ạ. Nhật Bản hay lắm. Anh hiểu. Anh cũng biết, anh cũng biết. Thôi ở đâu cho câu chuyện này nhỉ? Chuyện chuyện câu hỏi tiếp theo. Anh ơi, anh vừa chia sẻ anh là người khá khó tính. Anh có thể làm mà hai MC vài câu được không? Ôi, chính giả chị hồn nhiên vậy. Sao chị tàn nhẫn như chị? Bạn Hà Hiệp ở trên chị không đọc. Chị nhảy xuống luôn bạn tiên giang vậy. Vậy có chọn lọc nhưng mà chọn lọc nhầm. À vậy à. Thôi cũng anh, được. Mình lỡ rồi. Mình thể hiện cái sự nóng giận hay là khó tính của mình thì mình là con người nào? Một con người khác. Yeah. Và những lúc bình tĩnh nhưng mình không muốn trở thành người ấy đâu. Bởi vì không phải cái gì nhưng mà khó tính rất là mệt. Thứ nhất bản thân sau những cái cuộc ấy là mình đã rời. Mà thật ra giải thích bằng khoa học được đúng không? Vì nó tiết ra cái chất gì đấy của mình. Vâng. Nhưng mà có nghĩa là khi mình nóng giận hay mình hyper hoặc là mình vui quá thì mình tiết ra cái chất đó, sau đó là cơ thể mình không có cách nào mà không mệt được. Thế thì điều khiển cảm xúc là cái thứ rất là quan trọng. Thì khi mà nóng quá thì tất nhiên sẽ nói những điều đáng lẽ mình không nói, không nên nói, và có thể mất đi những cái thứ quý giá xung quanh mình. Vậy thì cái lần nóng gần đây nhất mà anh còn nhớ thì... Anh không nhớ nổi, nó nhiều quá. Thật ra thì trong công việc anh có một cái, nếu mà nói đến bây giờ các bạn con sát thì mọi người nói là Hải Tuấn lười cái âm nhạc, Hải Tuấn gọi là gì hết thời, Hải Tuấn không hot này kia. Nhưng mà thật ra như thế này, anh chỉ tự tin để nói với tất cả mọi người là cái đấy là cái con đường lựa chọn của anh. Anh không có nhu cầu làm khác, mặc dù anh biết là có những địa phận nếu anh cố gắng hơn anh sẽ có. Yeah. Anh sẽ có những thứ mà mọi người nghĩ rằng là thành công. Nhưng anh hơn ai hết anh phải hiểu, tôi phải hiểu bản thân của mình ở đâu, muốn gì và điều gì làm hạnh phúc. Và các bạn thân mến, khi mà anh Hà Anh Tuấn có mặt ở đây thì trên fanpage cũng đã gửi đến cái thông tin này đến các bạn, và Lizzy đang chờ một cuộc gọi đến một bạn thính giả đã chờ máy nãy giờ để được kết nối với anh Hà Anh Tuấn rồi, thông qua số điện thoại của chương trình là 0854135341. Thì trong lúc mà chúng ta chờ điện thoại reo để kết nối thì bây giờ có thể câu hỏi tiếp theo được không? Câu hỏi đến từ bạn Hà Hiệp. Câu hỏi đến từ bạn Hà Hiệp. Bạn Hà Hiệp thì có thắc mắc như thế này, đó là khá kín tiếng về tình cảm. Anh có thể chia sẻ đôi chút về những nàng thơ trong âm nhạc để giúp anh có thể hay và cảm xúc như vậy không ạ? Câu này thật ra là nó sẽ thường được hỏi bởi những người không biết nhạc anh lắm. Dạ. Bởi vì nếu mà nghe nhạc của anh thì không, anh nghĩ là có bao nhiều thứ anh nhét hết vào trong nhạc rồi. Nàng thơ hay là nàng văn hay cái gì ở trong đó hết rồi. Cái thứ hai là đến bây giờ Hà Anh Tuấn vẫn không hiểu là vì sao mình phải nói nhiều với công chúng về những tình cảm của mình. Yeah. Trong khi đó là thứ mong manh nhất và những thứ không bền vững nhất. Và nếu mà mình cứ xuất hiện trên truyền thông với những chuyện ấy thôi thì đôi khi người ta sẽ quên mình là người hát, chắc mình là người giải trí hay mình người kể chuyện nhiều hơn người hát, mà anh thì anh chỉ hát. Yeah. Thôi ạ, bây giờ thì anh sẽ cùng kết nối với bạn thính giả qua điện thoại của chương trình nha các bạn. Số điện thoại là 0854135341 để các bạn có thể nhớ liên hệ với các nghệ sĩ của chúng tôi mời đến vào phương ngày hôm nay. Và bây giờ thì đường dây thì đã được kết nối rồi. Xin mời chị alo giùm em. Sao em không alo được? Em ngại chị. Ok. Alo. Alo ai đấy ạ? Alo. Alo, em ơi nói lại nha. Mình là một khán giả ạ. Bạn đang muốn được kết nối với nghệ sĩ nào của chúng tôi đấy ạ? Dạ là ai ạ? Anh này hơi lạ, dạ anh dạ không có. Con khán giả là Sơn Kim thôi. Wow.
Và muốn được kết nối với lại thần tượng nào của chúng tôi đấy ạ? May quá không phải gọi nhầm. Và em ơi, bây giờ thì anh Hà Anh Tuấn đang sẵn sàng lắng nghe rồi. Em có điều gì muốn chia sẻ với anh hay không? Thế thôi à em? Thế thôi à? À dạ không, nhiều lần nữa là nếu như mà một ngày nào đó có một người bắt chước những y hệt anh, bắt chước từ những chi tiết rất là nhỏ thì anh sẽ hướng dẫn như thế nào? Có hai câu hỏi không hề liên quan đến nhau. Và chúng ta trả lời từng câu một nha. Hay là anh chọn câu nào trước ạ? Thứ nhất bạn, là... Bạn gái đó tên gì nhỉ? Kim. Chào Kim ha. Em hỏi anh cái cuộc sống lý tưởng trong suy nghĩ của anh ấy. Anh cũng hay tự đặt câu hỏi cho mình là không biết đối với những người khác ấy, thì cái cuộc sống, cái mục đích ở trong đầu của họ, họ sẽ nghĩ như thế nào là cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì có những khoảnh khắc anh chẳng thấy hạnh phúc gì cả. Và anh hay ngồi nghĩ, anh thích quan sát tất cả mọi người xung quanh, những người bình thường, những người đi qua cuộc đời của mình mỗi một ngày. Thì sau đó, những năm gần đây khi mà cái cuộc đời của mình nó quá nhiều những cái sự kiện quan trọng và khủng khiếp nó xảy ra, thì anh mới ngồi anh ngẫm lại, anh thấy cái cuộc sống lý tưởng nhất đó, đó là cái sự mỗi một ngày mình làm việc hay là không làm việc thì cái tâm của mình nó phải bình an. Kể cả có những lúc mà mình vui, thật là vui, nhưng mà tự nhiên bây giờ nó sẽ trở thành một cái bản đó, lại nghĩ là sau những cuộc vui đó biết đâu sóng gió hay là cơn bão gì đó nó đang chờ mình. Và có thể anh đến bước qua tuổi 30 rồi, cái suy nghĩ của anh khác, và anh không muốn áp đặt cái tiêu chuẩn lý tưởng của anh cho các bạn trẻ hơn hoặc cho những người khác. Bởi vì anh nghĩ là cuộc đời ai á, nó là một cái đường đi, nó là một hành trình. Người lớn có thể khuyên người nhỏ là đừng làm cái này, đừng làm cái kia, bởi vì họ sợ rằng là những người nhỏ sẽ đi qua những cái thất bại, những cái khó khăn mà mình đã đi qua. Thế nhưng anh nghĩ rằng cái này, cái hạnh phúc nhất, cái lý tưởng nhất đó là hãy cứ đối mặt bình tĩnh, mỗi một người đều phải đi qua tất cả thử thách đó. Bởi vì sự hạnh phúc nó không phải là sự an toàn. Đến bây giờ sự hạnh phúc anh không cho rằng đó là sự an toàn. Sự an toàn nó là sự nhàm chán. Sự nhàm chán thậm chí là nó sẽ khiến cho em không bao giờ phát hiện ra được khả năng thấp của bản thân mình. Thế nên là cuộc sống lý tưởng đó là em chuẩn bị đầy đủ lý kiến thức, tất nhiên rồi, ai cũng đi học tâm lý, thức và sự tự tin để bất cứ một sóng gió nào mà phải đối mặt em đều có thể giải quyết và đi qua, mặc dù hậu quả nó để nặng nề đến đâu. Nhưng khi đi qua cái cơn bão đó, đứng lại và nghĩ rằng đây này, thế ra tôi vẫn tồn tại sau những khó khăn này. Và như vậy cái cuộc đời của em giống như một cái người tỷ phú vậy đó. Nó giàu lên từ từ, giàu lên từ. Và cho đến khi mà mình trở thành người lớn tuổi, người già, mà nhìn lại á, có những thứ mà không ai có được giống như mình. Và mỗi một thực thể đều là một tỷ phú của cuộc sống. Bạn Kim ơi, em đã nghe rõ câu trả lời của anh Tuấn chưa? Em có nghe rồi. Nhưng mà thực sự thì em đang trong tình trạng rất khó khăn. Em khó khăn về gì? Nói chung là em bị bại lại. Nói chung là tại vì em bị bại lại cho nên nó ảnh hưởng. Nhưng mà người ta lại không đền bù cho em. Người ta không đền bù cho em có hai lý do. Một là người ta sợ rằng là khi đền bù cho em xong người ta thiệt hại nặng quá. Và thứ hai là nhưng mà cái lỗi đó là do họ hiểu họ mới đền bù chứ. Không anh. Đúng rồi. Anh nghĩ là cái khó khăn đó đúng là cái
cái khó chịu anh cũng đã từng như thế và thậm chí có những khó khăn hơn. Thế nhưng mà này, nó có hai trường hợp. Một là mình sẽ làm đến tận cùng để giải quyết bằng được và ép mọi thứ theo của mình, đúng không ạ? Và khi đạt được chuyện đó thì tất nhiên mình sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Còn hai, nếu giả sử mình cảm thấy là cái chuyện đó, cái chuyện ngoài tầm tay, tôi có cố gắng nhưng nếu tôi làm tận cùng thì nó cũng không đạt được điều ấy, thì ngay bây giờ mình phải chuẩn bị phương án B chứ. Có nghĩa là tìm cách làm sao để tâm lý thoải mái nhất. Bởi vì sự dày vò nó khiến cho chính mình cảm thấy khó khăn trong mỗi một lần. Vì vậy đó, bao giờ anh cũng như vậy. Có nghĩa anh không bao giờ anh buông xuôi cả, sẽ vẫn luôn đấu tranh đến tận cùng. Thế nhưng mà vẫn phải chuẩn bị một phương án B. Bởi vì anh không nghĩ rằng là cuộc sống luôn luôn chỉ có một con đường. Bắt trước về cái gì nào? Ví dụ bắt trước anh về gì? Bắt trước giống như là bắt trước anh nói nè. À. Anh em như thế này thì cũng có bắt trước nhưng mà không thể bắt trước cái hoàn đường mà chẳng thôi. À. Bắt trước những cái anh làm rất là bị anh làm rất là vô tình là anh làm cho người khác tâm trí khổ. Thì anh suy nghĩ là như thế này. Thứ nhất là anh phải thấy rất là thú bởi vì mình có sức ảnh hưởng đối với một người thứ hai hay thứ ba gì đó, cái đó là rõ ràng là họ không sao, anh không nghĩ chuyện đó quan trọng đâu. Quan trọng là họ đang bắt chước anh cái xấu hay là cái tốt anh thật. Bởi vì này nè, cả giống như tí nữa anh sẽ chia sẻ một số cái hoạt động liên quan đến cái cơ quan ở Sài Gòn, nhưng mà anh như vậy có rất là nhiều bạn trẻ họ vô thức thôi, họ tìm thấy cái giá trị trong hình ảnh của một người nào đấy giống như cái giá trị họ đang mong muốn, và họ cho rằng thế, nhưng mà cái tôi của họ quá lớn rằng là họ không chấp nhận cái chuyện mình là một bản copy, đúng không ạ? Nhưng mà anh thì nếu mà mình cứ so to cái chuyện gì thì anh thấy là mình cũng mệt và họ cũng mệt. Thế thì anh chỉ quan tâm là sống trong cùng một cộng đồng, một xã hội, mình tác động tích cực hay tiêu cực đến người khác, hoặc thậm chí mình bị tác động tiêu cực hay bị tác động tiêu cực tích cực. Thế thì miễn là chúng ta đừng làm cái chuyện gì nó xấu và gây khó chịu thôi. Còn tất nhiên là thí dụ mà anh làm cái gì mà có một người theo dõi anh sau lưng người làm như anh, thế thì cái chuyện đó nó thành một vấn đề về sự an toàn rồi. Anh sẽ la làng lên ngay. Đúng không? Ừ, anh không khó chịu lắm. Anh không khó chịu lắm. Kim ơi, hy vọng là em đã hài lòng với lại những câu hỏi mà anh Hà Anh Tuấn chia sẻ nhá. Còn bây giờ thì em muốn gửi tặng anh Hà Anh Tuấn gửi tặng em một ca khúc như thế nào thì có thể nói tên đến chính phát sóng gửi tặng em ca khúc đó nha. Yeah. Nhiều bạn thính giả cũng thích ca khúc này và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tháng tư là lời nói dối của em các bạn nhé. Anh Hà Anh Tuấn, TC và Cáo Sòn quay trở lại với cuộc hội thoại của chúng tôi. Rồi. Ok. Trời, bao nhiêu người cuồng cái bài đấy. Anh có biết mỗi lần nó có một cái nốt cao. Đấy hả? Và anh bị cái tâm lý yếu, anh chỉ hát được đúng nốt cao khi mà âm thanh phải rất tốt. Anh mà hát mà thiếu ở dưới mà có một đứa chạy xẹ con cái là anh cuối nốt thế này. Trời đất. Thế nên bài đó là anh rất sợ. Chắc là anh thu căng thẳng đấy vậy. Căng thẳng. Anh ơi, tôi cảm thắc mắc như thế này. Đẹp. Nhưng mà không thể cho lên sóng được. Anh, cái gáp vừa rồi nó hơi dài á nên mình sẽ chia thành hai nha. Mình có thể cắt là cái phần trò chuyện bên trên là một bài. Cái phần hỏi online một bài. Với lại phần hỏi điện thoại
lại một bài. Thì anh Tuấn ơi, cho em xin tên một bài hát để bọn em giới thiệu giữa các anh các em vừa rồi. À. Mình sẽ có một ca khúc để phát sóng. Mình làm đó Tuyết Rơi Mùa Hè với Của Để Dành. Với lại tháng tư rồi ạ. Nghe chọn thêm bài Chuyện Mùa Đông thì chắc nó buồn quá không? Không sao đâu ạ. Nhưng anh nghĩ rằng kẹt xe nên nghe cái loại đó. Vâng, đúng rồi, buổi chiều mà. nghe loại kia là còn đánh nhau á. Buổi chiều em ưu tiên phát nhạc em về. Chuyện Mùa Đông. Dạ. Còn em có vài bạn fan cuồng của ca sĩ khác nhưng mà nhắc tới Chuyện Mùa Đông là chỉ nghe anh Hàn Tuấn hát thôi. Cái bài có ai hát ở ngoài không? Nhưng mà ý nói là họ vẫn cuồng cái bài đấy của anh. Bài hay quá trời. Ok, mình sang giờ 2 nha anh. Các bạn thân mến, tiếp theo live stream đã quay trở lại trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với lại Lizzy và Cáo. Bình thường thì năm ca sĩ khách mời của chúng ta anh Hải, anh Tuấn sẽ di chuyển trên đường và lắng nghe chương trình này. Còn ngày hôm nay thì anh có mặt ở đây để mang đến nội dung của chương trình. Tôi chẳng biết gì nữa. Bình thường anh Hải Tuấn lái xe buổi sáng để nghe chương trình buổi sáng. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cũng buổi chiều thỉnh thoảng anh ấy có thời gian anh ấy mới thôi. Anh nghe khi nào anh nói rõ đi ạ? À? Không, anh nghe bất cứ lúc nào anh lái xe, nhưng mà phải nói là giọng hát rất là hay. Yeah. Anh cái này anh hoàn toàn không phải cách sáo, nhưng mà đến bây giờ anh nghe thì anh cảm thấy nó rất là quen thuộc, bởi vì xin lỗi trước đó anh không có đọc hai bản bao giờ. Khi yeah. anh nghe nhầm chương trình khác của đài khác. Nhưng mà anh cũng nghĩ là tốt nhất hai bản đứng xuất hiện. Vậy cho nó huyền thoại đó. Nghe cái, tại vì thường á, người nghe mà không thấy mặt á, họ sẽ có cái hình ảnh khác ở trong đầu. Nhiều khi gặp thấy xong người ta thất vọng. Anh đừng làm em sợ. Anh đừng làm em buồn, chứ tự nhiên cái bình thường em anh còn nghe tụi em nói sau ngày hôm nay gặp mặt xong cái không bao giờ anh nghe được. Các bạn Soner cứ yên tâm, hai người này ở ngoài nhan sắc rất là đẹp. Bình thường. Rất là mượt. Bây giờ thì gần cuối năm rồi ha, mình chỉ còn mấy tháng nữa đến Tết rồi mà Tuấn băng mày xinh hết. Mùa xuân sang tôi hỏi anh nào mà đấy là những gì mà anh Hải Tuấn đã chặt chém hai MC, nhưng bây giờ thì sẽ là phần khó dành cho anh đây. Chúng ta đang ở chuyên mục Star Confession, nghe bí mật của khách mời. Nghe cái tên là Tuấn cũng đã biết được là nội dung của nó trong cái phần này là anh sẽ bảo lưu quyền im lặng. Yeah. Nhưng mà nghe anh ấy nói bất bí ấp phần một chương trình có rất nhiều điều anh chưa thử qua. Đúng rồi. Những điều bệnh hoạn. Cái đấy là nguyên băng các bạn nhé. Bây giờ thì anh có thể chia sẻ một cái bí mật nào đó của mình, hoặc một lời chú tội ngọt ngào nào đó mà mình chưa từng chia sẻ với ai được không? Có thể là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Cái chuyện này là chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Dạ. Yeah. Đúng không? Và tại sao lại hỏi mình đẹp? Người lớn thì mình phải làm chuyện lớn chứ ạ. Anh có nhiều bí mật lắm. Mà anh nghĩ ai cũng thế. Nếu người ta không còn bí mật gì thì người ta đừng sống nữa. Dạ. Dạ, đúng rồi. Thì mình chỉ chia sẻ một cái thôi mà. Đúng một cái thôi. Vâng. Anh rất phải đang nghĩ đây. Trong lúc anh đang nói hưng nói vượng, nếu các bạn anh phải nghĩ. Anh chọn cái nào to thì... không, ta nhìn cái này sẽ chọn cái rất nhỏ. anh có những cái tật xấu về ăn uống. Thật ra đối với những người mà anh có nói chuyện thì ra cũng khá là xấu hổ, vì thường cái ăn uống là cái thứ